Rồi chào anh em đã đến với kênh anh Thợ Độ Suzuki nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đồ Yamaha, một cái dòng xe mà người ta luôn gọi là nhất hay thì nhì tứ. Thì cái sức hút của con nghẹt tứ anh em ơi thì nó là không thể chối cãi rồi. Cái vẻ đẹp và sức hút của con nghẹt tứ thì không thể chối cãi rồi. Và bây giờ có một cái chào lưu, cái chào lưu đó là từ ẹt 2011, ẹt 5 số đó anh em. Chúng ta về dàn áo của ẹt tứ thì nhiều anh em sẽ có thắc mắc rằng thì để xuống cái dàn áo ẹt tứ thì chúng ta sẽ cần những cái phụ tùng gì và nó tốn bao nhiêu. Thì hôm nay kênh sẽ giải đáp thắc mắc cho anh em ha. Ở đây hôm nay thì mình có soạn ra full một cái bộ phụ tùng để cho một anh trai từ ẹt 2011 xuống ẹt 2010. Thì chỉ có duy nhất là ở ẹt tứ á, chỉ có duy nhất ở Yamaha có dòng ẹt tứ á, nó mới có chào luôn ngược đời thôi anh em ơi. Đó giờ thì chúng ta là toàn update lên thôi. Còn bây giờ thì chúng ta down date xuống. Down date là từ 2011 về 2010, tại vì cái sức hút của con nghẹt tứ này nó quá là nhiều. Rồi anh em ơi, chúng ta sẽ cùng đi chi tiết về cái phần phụ tùng mà anh em cần thiết khi chúng ta xuống áo của mỗi con ẹt 2011 về ẹt tứ nha. Trước hết để xuống áo thì đặc biệt đầu tiên là chúng ta phải có full một bộ dàn áo rồi. Thì ở đây chúng ta có full một bộ dàn áo màu xanh GB luôn tem chính hãng anh em ha. Bộ dàn áo này á, thì nó tùy thuộc theo mẫu tem, giá của nó là chỉ dao động từ 3,2 triệu cho tới 3,7 triệu thôi, luôn tem dán sẵn cho anh em luôn em nha. Đồ là đồ chính hãng á, cái tem chính hãng nhìn rất là phê. Chút xíu á mình sẽ dán tem con này rồi xong rồi chúng ta sẽ cùng đi coi độ sắc nét của bộ dàn áo này nha anh em ơi. Rồi là sau khi mà mình dán tem này anh em ơi, đây là một cái bộ áo màu xanh GB rất là đẹp. Nếu anh em chơi thang 10 nhiều, anh em sẽ nhìn là sẽ biết rằng đây là một cái dàn áo được ghép từ hai đời tem anh em ha. Ở đây là sao, đây là đời tem GB full xanh, xanh trắng ha. Còn bên đây thì là sẽ là phần trước tem này là của con xanh đen anh em ha. Thì nhưng mà khi mà nó phối lại với nhau thì hai cái phần này nó rất là đẹp luôn, rất là hợp với nhau. Nên là mình thường sẽ, các bạn khách thì thường sẽ yêu cầu mình phối như thế này. Thì mách nhỏ với anh em thêm một cái mẹo mà anh em có thể tiết kiệm hơn chi phí, để mà khi mà chúng ta xuống áo mà nó chỉ khoảng chừng tốn khoảng chừng là 5 triệu đổ lại thôi. Đó là chúng ta thứ nhất ha, là chúng ta sử dụng cái tem ở ngoài, đừng sử dụng tem hãng, tem decal ha. Đương nhiên là nó sẽ không đẹp bằng tem hãng rồi, không chất lượng rồi, nhưng mà nó vẫn đẹp anh em, nó vẫn được. Nhưng mà như thế chúng ta sẽ tiết kiệm chi phí được. Chúng ta không sử dụng đèn hậu hãng ha, chúng ta sử dụng đèn hậu FB thì nó cũng tiết kiệm được tí xíu. Rồi chúng ta sử dụng mấy đồng hồ điện tử như thế này nè, thì không sử dụng đồng hồ hãng thì nó cũng sẽ tiết kiệm được chút xíu, thì cái chi phí của anh em nó sẽ giảm lại. Anh em muốn cái cấu hình như thế nào anh em cứ mạnh dạn inbox cái Zalo cho mình ha. Zalo của mình là 0945675425 và sẽ tư vấn cho anh em một cái gói phù hợp với anh em. Thì để xuống áo của thằng ẹt 2010 này chúng ta sẽ tốn chi phí từ khoảng từ 5 triệu hơn 5 triệu cho tới là 7 triệu rưỡi cho full phụ tùng của nó ha. Ở đây là full phụ tùng hãng hết luôn, bộ bát luôn. À đúng rồi anh em ơi, chúng ta phải có bộ bát nha, phải có bộ bát để mà xuống áo nha anh em ơi. Thì full bộ bát này luôn thì rồi, thì để mà kết hợp với bộ dàn áo thì chúng ta phải có thêm cái bộ đèn, bộ chó đèn đó. Thì ở đây chúng ta sẽ có nè, chó đèn nhỏ này ha, bộ xi nhan, một cái đồng hồ. Anh này thì anh sử dụng một cái đồng hồ điện tử, cái đồng hồ đó nó rẻ hơn đồng hồ zin mà nó có nhiều chức năng hơn, anh sử dụng đồng hồ điện tử nha. Mẫu Uma thì cái này có mấy trăm thôi. Một cái đèn hậu 550, cái chó đèn thì 340, cặp xi nhan thì là 370 nha. Rồi thêm nó nữa là chúng ta cần một cái cản nha, và một bộ ghi đông 3 món, một bộ ghi đông. Rồi cái này phải tùy thuộc theo mỗi người nha, mỗi người có một cách xuống áo khác nhau nha. Còn đây là cách mình hay xuống áo nhất. Thì mình cần thêm cái nữa là một cái yên nghẹt của ẹt 2010 luôn, nó mới ra được ẹt 2010 nha. Thì đây á là mình sẽ nói về một số phụ tùng chi tiết để mà mình xuống áo thôi. Còn nếu mà xuống thẳng thừng luôn con ẹt 2010 luôn thì chúng ta phải tốn thêm bô nè, lóc nồi nè, gác chân nè, rất là nhiều thứ. Thì chọn bộ phụ tùng để mà mình xuống áo này thì giá nó bao gồm hết luôn thì khoảng là 7 triệu hoặc hơn 7 triệu tí xíu, phụ thuộc vào cái việc là chúng ta sử dụng cái phụ tùng gì và chúng ta sử dụng dàn áo nào, mẫu tem nào. Và chúng ta thêm cái nữa là chúng ta xuống áo chi tiết đến như thế nào. Thậm chí anh em có thể không xuống yên vẫn được nha, không xuống yên vẫn được, vẫn giữ yên kia được. Hoặc là đồng hồ, anh em có thể sử dụng đồng hồ zin hoặc đồng hồ điện tử này cũng được đó. Nên cái giá nó không có chính xác, không có cụ thể,
À rồi, anh em muốn combo như thế nào thì inbox ngay Zalo cho mình nha, mình sẽ tư vấn cho anh em rất là nhiệt tình luôn. Cảm ơn anh em rất là nhiều.